Hello, đã quay trở lại rồi đây Tiếp theo series về bank và fintech Hôm nay, hai lúa sẽ trình bày cho các bạn về nội dung thanh toán và thanh toán nội địa. Vậy thanh toán là gì? Thanh toán là một hoạt động chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác ở đây các bạn nên hiểu thanh toán không có nghĩa là cái gì ghê gớm cả chúng ta chỉ là chuyển cái số tiền một, hoặc là một cái giá trị nào đó từ một tài khoản này sang một tài khoản khác hay là giả là từ nơi này sang nơi khác từ người này sang người khác thôi thanh toán thì ở đó ngân hàng là một đơn vị cung cấp giải pháp thanh toán thì thanh toán như mình nói nó có thể là tiền nó có thể là một đồ vật nó có thể bằng một cái bất kỳ một cái gì đó mà có giá trị quy đổi thực ra trong thực tế làm việc chúng ta thấy tiền nó cũng chỉ là một trong các phương tiện để mà phục vụ thanh toán mà thôi chúng ta có thể sử dụng rất nhiều phương thức thanh toán khác nhau thì tại sao chúng ta cần cái việc thanh toán này thanh toán là để lưu chuyển hàng hóa trung gian trao đổi của nền kinh tế và cũng như là để tăng cường nguồn vốn thật ra các bạn thấy thanh toán là một cái hoạt động cực kỳ thường xuyên trong ngân hàng tại vì sao tại vì mọi thứ trên đời này chúng ta đều phải có sự thanh toán trao đổi hàng hóa chúng ta có hai dạng thanh toán đó là thanh toán nội địa và thanh toán quốc tế thì trong bài ngày hôm nay mình sẽ trình bày cho các bạn về cái nội dung là thanh toán nội địa thôi bài thanh toán quốc tế mình sẽ để lại ở video clip sau thanh toán nội địa thanh toán nội địa thì là sao thanh toán nội địa là thanh toán bên trong đường biên giới của một quốc gia các bạn nên hiểu đừng có nghĩ là cứ thanh toán trong việt nam được gọi là thanh toán nội địa còn ở bất kỳ quốc gia nào nó đều là thanh toán quốc tế cái đó sai rồi các bạn thanh toán nội địa là thanh toán bên trong đường biên giới của một quốc gia tức là nếu như bạn đang ở việt nam thì tất cả các hoạt động thanh toán diễn ra ở bên trong đường biên giới ở việt nam thì đó là thanh toán nội địa các bạn sang mỹ tất cả mọi việc thanh toán ở bên trong đường biên giới của nước mỹ đều là thanh toán nội địa hết cái phương pháp thanh toán chúng ta có các dạng thứ nhất là internal là thanh toán nội bộ tức là thanh toán nội bộ là sao thanh toán nội bộ tức là thanh toán ở bên trong một cái thực thể thanh toán ở bên trong một ngân hàng thanh toán bằng phương thức CITAT và phương thức NAPAS đây là hai phương thức thanh toán liên ngân hàng các phương tiện thanh toán thứ nhất là tiền mặt thứ hai là bằng cách chuyển khoản thứ ba là thanh toán bằng thẻ và thứ tư bằng thanh toán bằng xét trong quá trình thanh toán chúng ta cũng sẽ sử dụng các cái chứng từ thì làm cái gì cũng phải có nói có sách mắt có chứng đúng không ạ Chúng ta không thể nào mà tự tiện là thanh toán được mà phải có yêu cầu. Đó là quy định pháp luật thôi. Thì chúng ta sẽ có hai cái chứng từ thanh toán khá là thông dụng. Một là ủy nhiệm thu, hai là ủy nhiệm chi. Thì cái tên nó cũng nói lên tất cả, ủy nhiệm thu. Tức là ủy nhiệm một ai đó, một công ty, một tổ chức nào đó để mà thu tiền của các bạn. Ủy nhiệm chi, tức là ủy nhiệm một ai đó, một tổ chức, một doanh nghiệp nào đó chi tiền cho các bạn. Thì ở đây, nó sẽ đóng vai trò là ở đây chúng ta có ngân hàng hoặc là các cái công ty, các cái trung gian thanh toán, các cái fintech về thanh toán. Họ sẽ đóng vai trò thay mặt các bạn. Thì các bạn ủy nhiệm cho họ để thu tiền hoặc chi tiền cho các bạn. Thì thu tiền hay chi tiền, các bạn nạp tiền vào ngân hàng, nạp tiền vào ví, ví dụ như vậy đi. Thì tất cả là sao? Các bạn đang ủy nhiệm ngân hàng hoặc là ví điện tử thu tiền của các bạn. Đúng không? Các bạn chi tiền, các bạn rút tiền các bạn chuyển tiền thì các bạn đang ủy nhiệm ngân hàng hay ví chi tiền cho các bạn. Cái đối tượng không quan trọng, quan trọng là hành vi thôi. Tất cả chẳng qua là một giao dịch thu chi. Rồi, tiếp theo chúng ta nói tới nội dung thanh toán liên ngân hàng. Thanh toán liên ngân hàng là một khái niệm liên quan tới việc là chuyển khoản. ha Chuyển khoản liên ngân hàng từ ngân hàng này sang ngân hàng khác, chuyển từ tài khoản của bạn ở ngân hàng này sang một tài khoản nào đó ở ngân hàng khác tài khoản ở ngân hàng khác có thể là của chính bạn hay cũng có thể là một người khác điều kiện để giao dịch là các bạn phải có tài khoản tuy nhiên hiện nay các bạn có thể nên hiểu nhé có tài khoản ngân hàng nhưng sở hữu có thể là của bạn hoặc là trong trường hợp bạn không có tài khoản ngân hàng thì lúc đó về bản chất là chúng ta sẽ thực hiện là chúng ta nhờ ngân hàng thì trong trường hợp ví dụ mình bạn đặt vấn đề là ủa mình thấy trong thực tế có những trường hợp không có tài khoản ngân hàng nhưng mà vẫn chuyển tiền được thì sao thì về bản chất ở đây vẫn là một giao dịch về tài khoản ngân hàng thôi vẫn giao dịch chuyển khoản thôi nhưng người gửi và người nhận ở đây sẽ là ngân hàng ví dụ như bạn không có tài khoản ngân hàng thì bạn muốn chuyển tiền cho một ai đó ở ví dụ bạn ở thành phố hồ chí minh mà muốn chuyển tiền cho một ai đó có tài khoản ở hà nội thì về bản chất là bạn tới ngân hàng bạn nhờ chuyển khoản dùm thì bạn không có tài khoản ngân hàng sao bắt ngân hàng bắt bạn mở tài khoản hả không có ngân bạn cứ nộp tiền cho ngân hàng lúc đó cái thực hiện giao dịch ở đây nó sẽ là ngân hàng sử dụng tài khoản của ngân hàng để mà chuyển khoản cho cái tài khoản đích đến ở hà nội thôi và ngược lại là trong trường hợp là người nhận ở hà nội không có tài khoản thì sao ngân hàng bắt người nhận mở tài khoản không cần cái đó chỉ cần là người nhận cái đó chẳng qua là một giao dịch là các bạn chuyển vào tài khoản ngân hàng ở Hà Nội. Rồi sau đó người nhận cầm một cái giấy tờ tùy thân ví dụ như chứng minh nhân dân ví dụ như vậy để mà nhận tiền ở Hà Nội. Đó thì các bạn thấy tất cả mọi giao dịch chẳng qua là đều là tài khoản qua tài khoản thôi. Thì để thực hiện tài chuyển khoản liên ngân hàng chúng ta sẽ có hai phương thức. Thứ nhất gọi là CTAT, thứ hai gọi là NAPAS. Thì ở đây các bạn nhìn trên màn hình chúng ta có cái sự so sánh giữa hai cái phương thức. Phương thức CTAT, và phương thức NAPAS thì thật ra hai phương thức này đều do nhà nước thực thi thôi, chứ không có cái tư nhân nào ở đây cả. Thì CITAT là cái phương thức truyền thống và cái này đây là phương thức bắt buộc của tất cả mọi ngân hàng ở Việt Nam. Còn NAPAS á, thì ai ở tham gia cái liên minh NAPAS thì mới có thể thực hiện theo phương thức này. Còn ngoài liên minh NAPAS chúng ta không thể nào thực hiện phương thức này. Chúng ta hay gọi phương thức NAPAS là gọi là phương thức chuyển tiền nhanh 24 trên 7. Tại vì thật sự nó rất là nhanh. Loại tiền cho phương thức CTAS thì các bạn có thể sử dụng Việt Nam Đồng mà. Tất cả các ngoại tệ luôn. Tất cả các ngoại tệ luôn. Còn NAPAS thì chỉ có Việt Nam Đồng thôi. Giới hạn số tiền có thể chuyển được thì CTAS thì không giới hạn. Nhưng NAPAS thì chỉ có thể chuyển được 300 triệu một lần. Tối đa 300 triệu một lần. Phí dịch vụ. Cả hai sẽ đều có biểu phiếu riêng. Nhưng mà thường CTAS thì nó sẽ rẻ hơn. Còn NAPAS thì sẽ cao hơn. Thời gian xử lý giao dịch. CTAS là 30 phút. NAPAS là dưới 10 giây Thì cái vấn đề ở đây là gì? Các bạn thấy một cái rất là chậm, một cái rất là nhanh Tuy nhiên chậm chưa chắc là tệ Nhanh chưa chắc là tốt Đúng không ạ? Chậm chưa chắc là tệ Tại vì sao? Tại vì mặc dù nó chậm nhưng thứ nhất Nó gửi được số tiền rất là lớn Đa dạng ngoại tệ Và cái quan trọng là gì? Nó chậm Cho nên lỡ có sai sót có gì bạn có thời gian xử lý Bạn có thời gian chặn cái lệnh nó liền Còn NAPAS thì sao? Búp xa là gà số mở quất một phát là nó đi luôn lỡ sai tài khoản thì sao chẳng sao bây giờ khó lắm á lúc nào là phải lúc đó là phải đi tới ngân hàng rồi năn nỉ rồi làm hồ sơ giấy tờ thủ tục hoặc là năn nỉ người nhận chuyển lại cho mình rất là nhiều khê cho nên các bạn thấy đừng nghĩ chậm là tệ nhanh là hay đâu nhanh ok được tốt chỉ khoản liền nhưng vấn đề là các bạn nên hiểu là sao chậm không có cái hay của nó vậy phí điện tử thì sao nhỉ các bạn sử dụng thấy bây giờ chúng ta có cái khái niệm ví điện tử Thì nó hoạt động theo phương thức gì? Chuyển tiền liên ngân hàng sao? Chuyển tiền NABAS đúng không ạ? Không Ví điện tử là một khái niệm khác Ví điện tử Để mà thực thi ví điện tử thì như thế này Các bạn thấy có các cái hoạt động là chúng ta Nạp tiền từ tài khoản ngân hàng của bạn vào ví Rồi sau đó các bạn thực hiện các cái hoạt động thanh toán bằng ví điện tử Thì thực sự Cái bản chất ở đây đó là gì? cái việc mà các bạn nạp ví đó là bạn đang chuyển tiền từ tài khoản của bạn vào tài khoản của doanh nghiệp sở hữu ví ví dụ như là momo khi mà các bạn nạp ví đó là các bạn chuyển tiền từ tài khoản cá nhân của các bạn vào tài khoản của công ty cổ phần m service thì khi cái tài khoản đó nhận được tiền trên ví điện tử nó sẽ ghi nhận giao dịch đó và nó sẽ chuyển đổi thành một cái số tiền logic một cái số tiền ảo trên cái ví điện tử về bản chất cái số tiền trên cái ví điện tử của bạn toàn là tiền ảo mà, không có cái nào tiền thiệt hết đó. Cái số tiền trên ghi nhận trên tài khoản, số dư ví điện tử của bạn đều là tiền ảo hết đó. Còn tiền là do các cái công ty ví điện tử người ta giữ tiền. Do cho nên đây là một cái lưu ý ha. Rồi khi các bạn rút tiền từ ví về tài khoản của các bạn hay là các bạn có một cái giao dịch là chuyển khoản từ ví điện tử sang tài khoản ngân hàng. Các bạn thấy sao? Rất là tiền lợi đúng không ạ? À? Nhưng bản chất ở đây là cái gì? Bản chất ở đây đây là một giao dịch chuyển khoản từ tài khoản của công ty ví sang tài khoản ngân hàng chứ không có khái niệm gì gọi là giao dịch ở ví ở đây hết á. Ví không có hay ho như các bạn nghĩ đâu. Bản chất thì các bạn nạp tiền vào ví các bạn để tiền cho ví là bạn đang chuyển tiền cho công ty ví giữ tiền cho các bạn á. Công ty ví đang sở hữu tiền đó. Và công ty ví có thể sử dụng tiền đó để mà đầu tư để mà ăn lời, ăn lãi tùm lum tà la hết đó là cái bản chất của cái giao dịch ví này. Đó cho nên là cái này thì các bạn cân nhắc thôi, nếu như các bạn có thể là các bạn có thể nạp tiền giữ nguyên đó trong ví hoặc là khi nào cần các bạn hãy bỏ vào. Tại vì các bạn để tiền trong ví thì chẳng khác nào là sao? Các bạn đang thực hiện một cái giao dịch gọi là các bạn đang đẩy tiền cho ví và cho ví ăn lời rất là nhiều, đúng không? À, cho nên là cái đây là một cái góc khuất thôi. Các bạn đừng thần tượng ví quá. Thực sự các cái giao dịch ví, các cái dịch thanh toán bằng ví bản chất đều là giao dịch ảo. Giao dịch mang tính logic, mang, mang tính kỹ thuật số thôi chứ không hề có một giao dịch thật nào ở đây cả. Ví dụ các bạn mua trà sữa thì chẳng qua là chuyển tiền từ ví, đúng không? Chuyển tiền ảo nha. Chuyển tiền ảo từ ví các bạn sang tài khoản của công ty trà sữa thôi. Chứ bản chất chẳng hề có bất kỳ một cái phát sinh giao dịch tiền thật nào ở đây hết. Tất cả đều là tiền ảo. Ok, thì qua video này mình muốn hướng dẫn cho các bạn về cái việc thanh toán các cái nguyên lý thanh toán các cái hoạt động nghiệp vụ thanh toán để giúp cho các bạn có thể trong trường hợp các bạn làm các cái phần mềm các cái hệ thống mà có dính tới thanh toán hoặc là các bạn có tích hợp thanh toán tích hợp công cụ ngân hàng vào trong các cái phần mềm doanh nghiệp các cái phần mềm fintech vân vân hy vọng sẽ giúp được cho các bạn chúc các bạn thành công hai lúa chào các bạn